Kiem, tien Online. Chào mừng bạn đến với channel của Thân Nguyễn. Thì trong những video trước mình cũng đã chia sẻ đó bạn cái mạng xã hội là xenzuu đó. Thì xenzuu là một mạng xã hội giống như Facebook, nhưng mà nó có chức năng là có thể là chia sẻ đến bạn cái lợi nhuận thu được, và nó sẽ chia sẻ đó bạn là 80% cái lợi nhuận mà nó thu được. Cho nên nó hay hơn Facebook á, thì nó sẽ không chia sẻ các bạn, và mỗi bằng các bạn mà đăng ký hay là post bài thì nó sẽ đòi hỏi là các bạn sẽ quảng cáo, tốn tiền quảng cáo. Nhưng đối với xenzuu thì khác. Thì hôm trước mình đã chia sẻ với bạn hai video, một video là đăng ký cái tài khoản xenzuu, và video là cái cách kiếm tiền từ cái truyền thông xã hội và hoa hồng hoạt động. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ đó các bạn, cái là hoa hồng thứ ba, là hoa hồng kết hợp. Thì hoa hồng kết hợp thì thế nào? Đây, ví dụ như bạn đang kinh doanh, ví dụ như một cái quán cà phê đang hoạt động đó, thì họ lợi nhuận một tháng là 5 triệu 10 triệu đi đó, thì bạn sẽ hùng vốn với bạn với cái đối tượng này. Thì đâu quán cà phê này sau khi có lời thì họ sẽ chia cho các bạn cái lợi nhuận họ kiếm được đó, giả sử như 5% 10% gì đó, thì theo đồng vốn các bạn bỏ ra đó, giả sử như các bạn bỏ ra 10%, bỏ ra 100 đô hay 1.000 đô đó, thì khi lợi nhuận họ chia. Nhưng nếu Facebook thì nó không đó, các bạn sẽ không được nhận được đó. Mình nói xenzuu như thế, đây các bạn sẽ nhận được cái lợi nhuận khi mà các bạn trở thành cái nhà đầu tư của xenzuu. Đây thì nó có những gói đầu tư như thế này, 10 đô là gói round, thì các bạn sẽ nhận được là 10% cái lợi nhuận từ mà cái người hoạt động. Đây ví dụ như là khi các bạn chia sẻ và chia sẻ cái hồng hoạt động đây tuyến dưới đi, ví dụ như ba người này thì họ cho hoạt động trong 10 ngày, trên 10 ngày trong một tháng thì họ sẽ đạt được là 5 đô, thì xenzuu sẽ trả cho các bạn là 10% mà cái lợi nhuận của người đã đạt được. Giả sử như họ đạt được là 1.000 đô hay 100.000 đi, thì bạn sẽ được 10.000 đó khi các bạn mà nâng cấp trên cái gói này. Nhưng mà một điều các bạn hiểu rõ là cái tiền 10% đó là cái xenzuu nó trả, chứ không phải là nó trích từ cái khoản của người hoạt động nha. Đó, bạn hiểu rõ điều đó. Đây 10% trực tiếp từ cái người hoạt động này thì các bạn sẽ nhận được. Thì còn nhiều những lỗ hồng khác nữa, ví dụ các bạn mà nâng cấp lên cái gói gold có vàng nè, thì các bạn sẽ hưởng được 50% từ hồng hoạt động thế này. Nó cũng giống như mình nói với bạn nè đó, thì các bạn sẽ chia sẻ và giới thiệu cái người dưới hoạt động, thì mỗi tháng thì các bạn sẽ được 50% giống như cái lợi nhuận của họ nhận được. Thì họ nhận được 100% thì các bạn sẽ nhận được thêm 50% nữa đó, giống như cái lợi nhuận của họ nhận được, nhưng không phải là cái trích từ cái khoản lợi nhuận của
cái người đăng ký tiếng dưới của mình, mà sẽ xenzuu sẽ trích từ các phản của họ để chia sẻ đến cho những người tiếng dưới của bạn. Thì sang cái phần hoa hồng cây bạn bè thì cũng tương tự như thế này thôi, nhưng mà có thêm một cái điều đó hay hơn là hoa hồng cây bạn bè nè, nó cũng giống như là cái hoa hồng mà hoa hồng kết hợp, nhưng nó hơn cái là ví dụ như bạn khi mà các bạn đăng ký xenzuu, các bạn đăng cấp lên cái gói này có 10 đô, thì khi cái tiếng dưới của bạn đăng cấp lên tiếng 10 đô thì bạn sẽ nhận trực tiếp được là 5% đó từ gói này. Và những gói khác ví dụ như gói cao hơn, gói là 25 đô, 50 đô, 100 đô đó, mình thí dụ như là cái gói là 10 đô thôi, thì họ sẽ nâng cấp lên 10 đô thì bạn sẽ được 5% ngay 10 đô là mà được bao nhiêu, là được 0,5 đô, và nhân cho 3 người dưới các bạn thì bạn sẽ được 1,5 đó. Thì cái tiếng dưới nữa thì 3 người chia sẻ 3 người nữa thì bạn sẽ được 4,5, và dần dần tới tiếng số 10 đó thì sẽ ra 59.000 người, 049.049, thì cái tổng số các bạn nhận được là 29.000 đô đó khi họ nâng cấp. Và nếu họ nâng cấp lên gói cao hơn, gói là gold 100 đô, thì cái số mà các bạn nhận được gọi là kinh khủng nha đó bạn xem. Nhưng mà một cái điều quan trọng á, mình muốn nhắc các bạn, nếu như họ xem cái video của bạn, họ cảm thấy cái lợi nhuận mà từ xenzuu này cao, họ đáng để đầu tư, thì họ nâng cấp lên, chứ họ nâng cấp trước bạn. Ví dụ như họ nâng cấp lên gói 100 đô mà bạn chỉ được gói 10 đô đó, thì bạn chỉ sẽ nhận được cái gói là thấp nhất là 10 đô rồi thôi, là 5% thôi nha đó. Đây là một điều mình nói cho các bạn biết, các bạn hiểu rõ. Tại sao? Thì làm sao để nâng cấp được cái gói mà cao nhất này đó, nó không phải đơn thuần là 100 đô đâu, các bạn sẽ nâng cấp từng gói lên. Còn nếu các bạn muốn nâng cấp một lần một, thì đây mình sẽ vào cái giao diện của xenzuu. Đây đang tư cách là thành viên là RI miễn phí. Đây ví dụ như các bạn muốn nâng cấp lên cái gói 100 đô là gói vàng, thì các bạn sẽ được cộng tất cả những cái khoản từ những cái gói thấp nhất này đó, thì các bạn sẽ trả 185 đô, thì lợi nhuận các bạn thu được là 50% từ những cái người mà sau nâng cấp đó. Và mỗi tháng các bạn cũng sẽ nhận được 50% từ cái bằng tương đương với cái lợi nhuận của cái họ kiếm được đó. Đó là một điều rất hay. Đây là một hoa hồng này đáng để các bạn có thể là đầu tư và theo dõi và muốn trải nghiệm. Nếu các bạn mà chưa có những thành viên, các bạn không hoạt động gọi là hoạt động trên mạng xã hội, thì tốt nhất các bạn sẽ xài gói đi thôi. Nếu các bạn đang hoạt động tốt thì bạn sẽ chuyển đổi từ những gói thấp lên gói cao. Mới đầu các bạn lên gói cao thì các bạn sẽ không có tiền mà để lên đâu, cho nên những người mà muốn kiếm tiền RI thì rất khó. Những người mà đã có tiền rồi thì đầu tư lên này hoặc gói này rất là đơn giản đó. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái sơ đồ của website của mình. Đây nếu mà số mà đầu tư lên cái gói 100 đô thì các bạn lên cái gói 100 đô này, cái gói vàng á, thì cái lợi nhuận các bạn kiếm được gọi là vô vàng vô kể đó. Đặc biệt là các bạn muốn lên những gói đó thì các bạn phải có một cái xây dựng một hệ thống. Đây đó, thì để xây dựng hệ thống này thì các bạn sẽ trở thành một cái thành viên của xenzuu, và các bạn có một cái tài khoản, có đường link
chia sẻ. Đây, bạn sẽ kêu gọi người thân, bạn bè hay anh em gì đó, khi mà sử dụng thì họ sẽ đăng ký đường link của bạn, thì họ sẽ nằm cái tiếng dưới của bạn, thì lúc đó các bạn mới đạt được những cái mà yêu cầu tích cực để các bạn kiếm tiền từ xenzuu. Thì khi các bạn đạt được 4 loại hoa hồng này rồi đó, thì còn lại hoa hồng thứ 5 là một hoa hồng rất đơn giản, thì xenzuu nó sẽ trả thưởng cho các bạn đó là hoa hồng truyền thông. Khi các bạn đạt được 4 loại hoa hồng trên thì các bạn cũng có thể gọi là làm giàu rồi đó. Thì các bạn suy nghĩ đây là một cái mô hình giống như đa cấp đúng không? Đúng rồi, nó đa cấp nhưng gọi là đa cấp miễn phí, gọi là đa cấp theo cái hệ thống kiếm tiền bằng affiliate. Thì tại vì cái xenzuu này nó là mới hoạt động từ đầu năm 2018 thôi, cho nên nó muốn phát triển mà lại không bỏ tiền quảng cáo, giống như Facebook nè đó, mới đầu nó cũng là gọi là miễn phí đó. Khi các bạn đăng ký vào thì các bạn hoạt động thì tương tác đúng không, tương tác thì nó sẽ lên top đó, thì nhiều lượt tương tác thì website bạn thêm top thôi. Ví dụ như cái website của mình đây đó, thì có nhiều lượng tương tác vô thì cái thằng Google hoặc là những cái đơn vị quảng cáo nó sẽ thấy cái website của mình có lượng tương tác quá cao, nó sẽ yêu cầu của mình đặt quảng cáo vào đó, thỏa thuận với mình giá cả. Khi đặt quảng cáo vào thì cái người dùng người ta xem vào cái trang web đó, hoặc là ví dụ như cái trang cái này đi đó, click vào, tại vì cái đơn vị quảng cáo này chỉ cần click vào á là kiếm tiền thôi, chứ không cần phải mua hàng hay gì, quan trọng là cái lượng click nhiều hết đó. Giống như các bạn mà làm website và liên kết Google AdSense cũng vậy, hoặc là các bạn làm ở kênh YouTube nè đó, khi các bạn phát video lên thì có người xem, khi mà hiện ra quảng cáo thì bạn click vào quảng cáo thì cái người làm video này sẽ được hưởng cái lợi nhuận đó. Thì một vài điều chia sẻ các bạn khi mà tham gia kiếm tiền với xenzuu, thì trong video sau mình sẽ phân tích những cái đặc điểm và những cái lợi nhuận khi các bạn tham gia xenzuu. Vâng, xin chào các bạn và hẹn gặp lại video tiếp theo. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì hãy like, share, chia sẻ đến nhiều người cùng xem để họ cũng biết cách để kiếm tiền với mạng xã hội xenzuu này. Vâng, cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Hãy ấn bằng hành động bấm vào nút thích và chia sẻ video này. Cảm ơn bạn.